Dạ, cô Lê Nguyễn muốn chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Tiếp tục hôm nay mình đến nhà vườn chi thí giao lưu phôi hoa dưới Mỹ nha bà con. Cây dáng đế rất là đẹp luôn, lùng lực. Đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Dạ, chào anh, chào cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi ạ. Bữa nay em về một số phôi mong cô chú ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ, không mất thời gian em xin chào cây số 1 ạ. Cành cổ em đo được là 28 ạ. Tổng chiều dài nó là 62 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Ra được vị trí này là 45 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 350k. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em trút chậu qua vào nha bà con. Bà con mua cây bên em cứ yên tâm nha. Nếu mà em bảo hành một tháng, nếu cây không lên mầm thì cứ điện thoại cho em. Dạ, em lên tiếp mã số 2 ạ. Cổ em đo được là 37 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Sổ đế là 31 ạ. Ra được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 3 ạ. Vành cổ em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 39 ạ. Em đo được vị trí này là 47 ạ. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 5 ạ. Số 4. Rồi số 4 chứ. Tiếp theo là mã số 4 nha bà con. Lộn nha bà con. Anh cổ em đo được là 28 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 39 ạ. Em đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 5 ạ. Một rễ lắc lượng nha bà con. Mình có em đo được là 23 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 36 ạ. Em đo được vị trí này là 43 ạ. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em lên tiếp mã số 6 ạ. Hình cổ em đo được là 36 ạ. Tổng chiều dài là 43 ạ. Sổ đế là 41 ạ. Em đo được vị trí này là 42 ạ. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 400k. Em lên tiếp mã số 7 ạ. Hình cổ em đo được là 37 ạ. Tổng chiều dài là 54 ạ. Sở đế là 42 ạ. Em đo được vị trí này là 40 ạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 550k ạ. Em lên tiếp mã số 8 ạ. Em cổ em đo được là 35 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Sổ đế là 38 ạ. Em đo được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 800k ạ. Em lên tiếp mã số 9 ạ. Em có em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 61 ạ.
Số đế là 41 ạ. Ra được vị trí này là 55 ạ. Em cây mã số 9 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 10 ạ. Hình cổ em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 41 ạ. Số đế là 31 ạ. Em đo được vị trí này là 39 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 11 ạ. Hình cổ em đo được là 32 ạ. Tổng chiều dài là 48 ạ. Số đế là 38 ạ. Ra được vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 11 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 12 ạ. Hình cổ em đo được là 36 ạ. Tổng chiều dài là 46 ạ. Số đế là 36 ạ. Đo được vị trí này là 55 ạ. Cái mã số 12 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Cây một ghế lắc lượng nha mà coi. Hình cổ em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 36 ạ. Đo được vị trí này là 49 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 14 ạ. Bên cổ là 33 ạ. Tổng chiều dài là 39 ạ. Số đế là 30 ạ. Đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 14 này em xin giao lưu là 350k ạ. Và em lên tiếp mã số 15 ạ. Bên cổ em đo được là 38 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 32 ạ. Em đo được vị trí này là 65 ạ. Cây mã số 15 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em bao gồm với ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Dạ em lên tiếp mã số 16 ạ. Bên cổ em đo được là 41 ạ. Tổng chiều dài là 41 ạ. Số đế là 34 ạ. Ra được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 16 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 17 ạ. Mình cổ em đo được là 41 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 36 ạ. Đo được vị trí này là 58 ạ. Cây mã số 17 này em xin giao lưu là 800k ạ. Em lên tiếp mã số 18 ạ. Dạ bên cổ em đo được là 36 ạ. Tổng chiều dài là 51 ạ. Số đế là 35 ạ. Ra được vị trí này là 49 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 300k ạ. Em lên tiếp mã số 20 ạ. Tiếp mã số 19.
Lộn hoài vậy ta. Tiếp theo là mã số 19 nha bà con. Dạ, mình có em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài là 60 ạ. Sổ đế là 36 ạ. Em đo được vị trí này là 55 ạ. Cây mã số 19 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 20 ạ. Có em đo được là 30 ạ. Tổng chiều dài là 61 ạ. Sổ đế là 41 ạ. Em đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 21 ạ. Em cổ em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài là 42 ạ. Sổ đế là 30 ạ. Em đo được vị trí này là 62 ạ. Cây mã số 21 này em xin giao lưu là 700k ạ. Okay. Em lên tiếp mã số 22 ạ. Kỳ cái bệ khá là quái. Rễ nó bền đường với nhau rất là đẹp. Mình cổ em đo được là 41 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Sổ đế là 31 ạ. Em đo được vị trí này là 56 ạ. Cây mã số 22 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 23 ạ. Mình cổ em đo được là 30 ạ. Tổng chiều dài là 57 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Đo được vị trí này là 59 ạ. Cây mã số 23 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 24 ạ. Có em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Em đo được gì? Đo được vị trí này là 47 ạ. Cây mã số 24 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 25 ạ. Ok, dáng đế lắc lượng. Ghép bonsai rất là đẹp luôn. Tiếp theo, mã 25. Đo vành cổ được 36 ạ. Tổng chiều dài 43 ạ. Sổ đế 33 ạ. Đo được vị trí này 51 ạ. Cây mã số 25 này em xin giao lưu là 400k. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu quả bầu nha bà con. Cây mã số 25 này cũng là cây mã của clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi. Em xin cảm ơn ạ. À, em cảm ơn chị Thúy nha. Mến chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn của chú ủng hộ nhà Phượng. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình những clip tiếp theo ạ.